có cái bạn này thì bạn ấy ở cùng xóm, thì bạn ấy bị u nang. Thì đi thì bác sĩ nói là phải mổ. Thế là bạn ấy, nhà em thì thuốc gia truyền, bạn ấy vào bạn ấy lấy cái thuốc nhiệt cho con trai. Thế bạn kể, thế bảo thêm bạn nhỏ gầy như này mà mổ thì nguy hiểm lắm, để chị thử. Thế thử thì cũng liều cái. Bình thường nó cũng em nghĩ là bạn ấy nhiệt quá, bởi vì hỏi bạn ấy cơ địa là bạn uống thuốc bắc cũng nhiệt, cũng là lở miệng. Thế nghĩ là thuốc bắc mà kể cả uống thuốc mát rồi cũng còn nhiệt thì là cơ địa của bạn ấy quá nhiệt. Thế em ấy cũng bạn chơi gì cứ liều cái đánh vùng tám vùng chiếu, xong đấy một lúc một tiếng sau thì em làm cái dãy diệt hạ nhiệt đấy, làm mát cơ thể. Thế xong đấy thì là cái dãy nhiệt đấy thì em làm được 3 lần trong 3 tiếng buổi tối hôm đấy. Thế thì cách một tiếng làm một lần. Sau đấy đêm thì về bạn bảo bạn ấy là cũng hơi ngại vào cái đại việt đấy. Thế ngày rưỡi là nó tan, bạn đi sữa âm nó không còn. Vâng, thì bởi vì là em thì em nghĩ là bởi vì cơ địa bạn ấy quá nhiệt. Thế khi mà cơ thể nó sinh nhiệt lên ấy thì cái nang ở trong nó giống như là cái vết bỏng của mình ấy, tức là cơ thể nó tự, em nghĩ thế, nên là em làm 3 lần liền cái dãy hạ nhiệt đấy. Thế có ngày rưỡi là nó đi chụp, thì khi ở viện về thì nó nhìn thấy bóng dáng về đến cổng, nó thích quá nó chạy sang, nó bảo chị ơi em mừng quá rồi không được mổ nữa. Nó chạy sang, hai chị em ngồi nói chuyện em rồi. Mổ là to đấy, nó to rồi nó. Chị mổ là to đấy. Em thấy nó siêu âm vào cái vùng của nó phải tầm bằng hai ngón tay như thế này, hai đốt ngón tay như thế này. Rất là to rồi mà bác sĩ nói là bạn gầy lắm, chỉ có 3-5-6 cân thôi. Thế bên này em cũng phát hiện cho